Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vào vụ thu hoạch mật ong hoa nhãn. Bộ Tài chính vừa hoàn thiện và công bố dự thảo nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và kiểm thuế đất để hỗ trợ nền kinh tế vượt qua ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tập thể dục nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cũng như du lịch nhiều địa phương khác, du lịch Hà Nam bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh. Lạng Sơn thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này khi hoa nhãn bắt đầu nở rộ cũng chính là lúc nhiều hộ nuôi ong ở Khoái Châu, Hưng Yên vào mùa thu hoạch mật, mang lại thu nhập khá cho người dân. Toàn huyện hiện có khoảng 120 hộ nuôi ong với 25.000 đàn. Không chỉ các hộ nuôi ong trong huyện, nhiều người nuôi ong từ khắp các tỉnh như Hòa Bình, Gia Lai, Bắc Giang cũng mang ong tới đây để lấy mật. Theo các hộ dân cho biết, để nuôi ong mật cho hiệu quả cao, đòi hỏi người nuôi phải cẩn thận tỉ mỉ và nắm rõ đặc tính của ong như di chuyển, chia đàn, nuôi ong chú mới, cũng như các loại bệnh có thể xảy ra đối với đàn ong mới có thể giúp cho đàn ong sinh trưởng tốt, ít dịch bệnh, tăng sản lượng và chất lượng của mật ong. Nghề nuôi ong phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nếu nắng ấm chỉ cần 3 đến 4 ngày là có thể quay mật một lần, còn nếu thời tiết mưa ẩm phải mất 7 đến 8 ngày mới có thể lấy được mật. Mỗi vụ thu hoạch trong một tháng được từ 12 đến 35 kg một thùng. Thời điểm hiện tại, giá mật ong dao động từ 100.000 đến 120.000 đồng một kg. Kết thúc, nhiều hộ nuôi ong có thể thu vài trăm triệu đồng. Với hình thức gửi tiền tiết kiệm đơn giản, lãi suất tương đương với các ngân hàng thương mại là 6,8% một năm, chương trình gửi tiết kiệm đang ngày càng thu hút được người dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hình thức gửi tiết kiệm của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tương đối đa dạng. Người dân có thể chọn hình thức gửi tiết kiệm tại khu dân cư hoặc gửi góp linh hoạt, chỉ cần đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã phường thực hiện giao dịch. Khi có nhu cầu, có thể rút tiền ở xã hoặc rút tại trụ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Bên cạnh đó, người dân cũng có thể gửi nhiều lần, không theo định kỳ với mức tối thiểu là 100.000 đồng một hộ một sổ. Đến nay, toàn tỉnh có số dư tiền gửi là trên 444 tỷ đồng. Việc huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tạo điều kiện cho những người có số tiền nhỏ cũng có thể gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng. Bộ Tài chính vừa hoàn thiện và công bố dự thảo nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và kiểm thuế đất để hỗ trợ nền kinh tế vượt qua ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đây là nhiệm vụ được Thủ tướng giao tại chỉ thị số 11/2020 cho bộ này. Trong tờ trình, Bộ Tài chính đề nghị hỗ trợ thuế cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hoạt động sản xuất trong các nhóm ngành kinh tế, gồm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất, chế biến thực phẩm, dệt, sản xuất trang phục, sản xuất giày dép, sản phẩm từ cao su, sản phẩm điện tử, máy vi tính, vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy, hàng không, kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống. Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ còn được đề nghị gia hạn 5 tháng đối với tiền thuế giá trị gia tăng. Thời gian gia hạn Bộ Tài chính đề nghị là 5 tháng đối với thuế giá trị gia tăng phải nộp của các tháng 3, 4, 5 và 6 của năm 2020, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế này theo quy định hiện hành. Dịch bệnh COVID-19 đã khiến xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn, nhất là qua các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc, tâm dịch của thế giới. Trong khi chưa có những biện pháp tối ưu thúc đẩy xuất nhập khẩu, tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều sáng kiến giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giao thương, vừa đảm bảo an sinh xã hội nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chính là cửa khẩu đầu tiên của cả nước được thông thương. Tiếp đó lần lượt là các cửa khẩu Tân Thanh, ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, Cốc Nam, Chi Ma và Bình Nghi. Đây là nỗ lực không nhỏ của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cùng các cơ quan chức năng trong hội đàm trao đổi với Trung Quốc để có nhiều giải pháp song song thúc đẩy xuất nhập khẩu nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch. Mình chỉ được đi trong ngày thôi. Khi tầm độ 4 rưỡi 5 giờ chiều, phía bảo an Trung Quốc sẽ yêu cầu là mình tập trung lái xe Việt Nam tập trung. Họ sẽ đưa xe điện đến tận cổng biên phòng Việt Nam trao trả cho Việt Nam và hôm sau họ sẽ kiểm tra làm thủ tục bình thường, đo nhiệt độ rồi mặc bảo hộ y tế họ lại cho sang. Cũng là một vấn đề là cũng tốt cho lái xe và bảo đảm coi như cái vấn đề là
là phòng chống dịch bệnh. Tính đến hết ngày 9 tháng 3, đã có trên 11.300 xe chở hàng hóa, nông sản xuất nhập khẩu qua cửa khẩu với kim ngạch đạt khoảng 450 triệu đô la Mỹ. Trong đó, nông sản, hoa quả tươi chiếm đến 80%. Hiện tỉnh Lạng Sơn vẫn tiếp tục đề xuất lên chính phủ và các bộ ngành liên quan cho ý kiến về phương án đưa người lao động Việt Nam qua biên giới, bốc xếp hàng hóa, đồng thời tăng cường hội đàm với Trung Quốc. Chúng tôi đang trao đổi hội đàm với Quảng Tây và các lực lượng của Trung Quốc là trong thời điểm từ nay đến tháng 3 thì dự kiến sẽ mở hết tất cả các cửa khẩu phụ để cho hàng hóa xuất nhập khẩu của chúng ta được xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc một cách bình thường qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Cho đến nay, Lạng Sơn vẫn là địa phương có hoạt động giao thương mạnh mẽ nhất với Trung Quốc, qua đó cho thấy sự năng động, sáng tạo, một tinh thần trách nhiệm cao, tất cả nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, từ những ngày cuối tuần qua, việc phát hiện bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 và hàng loạt các ca lây nhiễm mới đã khiến nhiều người dân ở Lào Cai hoang mang, lo lắng, bắt đầu xuất hiện tâm lý tích trữ hàng hóa, sẵn sàng cho những phương án xấu hơn. Tuy vậy, việc quan trọng nhất là tự bảo vệ mình thì lại bị lơ là trong một bộ phận người dân. Chợ Pom Hán, thành phố Lào Cai, những ngày này lượng người qua lại có phần vắng vẻ. Những quán tạp hóa tạm thời đóng cửa, hạn chế tập trung đông người. Lo lắng là tâm lý khó tránh khỏi. Trước thông tin đã xuất hiện ca bệnh thứ 31 tại Việt Nam và hai du khách người Anh đang du lịch tại Lào Cai dương tính với SARS-CoV-2. Từ hôm qua là giá con đi mua sắm rất là nhiều đồ. Thế giờ vì là cái bệnh này nó rất là nguy hiểm, tính mạng con người bà con đó, phòng các cái thức ăn đồ uống các thứ để mua sắm trong gia đình ấy. Mình cũng lo lắng hơn, cho nên là mình cũng phải đeo khẩu trang để phòng tránh các bệnh đấy. Đây cũng là tâm lý chung của rất nhiều người dân trên địa bàn. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, một trong những cách phòng tránh đẩy lùi dịch COVID-19 là đeo khẩu trang ở nơi công cộng, tránh tụ tập đến nơi đông người, và đa phần người dân đã ý thức được điều này. Chính vì thế, những chiếc khẩu trang được sử dụng thường xuyên hơn ở những khu công cộng. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận nhỏ người dân khá chủ quan với vấn đề này. Cũng quên đấy. Khẩu trang. Lắm lúc cũng kiểu như là nghĩ là chưa, cái dịch nó chưa về đến đây là người ta còn đang kiểu như là đi xét nghiệm các thứ thì có, thì bắt đầu là mới lo lắng nhiều. Tôi hạn chế đi các nơi nên phần bẩn cùng phải đi thanh toán tiền hàng thì tôi đi thôi. Chứ còn khẩu trang là có rất nhiều khẩu trang trong túi và khăn. Đấy, cho nên là bảo vệ đây, khẩu trang của tôi đây, mua toàn khẩu trang này đi đây thì là mình vẫn cứ đeo bình thường. Đấy, vẫn cứ thế này tự mình bảo vệ mình. Có thể thấy người dân đã ý thức được những nguy hiểm của dịch bệnh. Nhưng vì một vài lý do, tâm lý chủ quan vẫn tồn tại, hoặc là việc phòng bệnh chưa đúng cách. Điều này rất nguy hiểm trong thời điểm dịch bệnh đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan như hiện nay. Chính vì vậy, việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng tránh dịch bệnh tới từng người dân là thực sự cần thiết. Về cái cơ chế nguồn lây của cái COVID-19 thì chúng ta đã biết rất rõ, các phương tiện thông tin đã đưa. Nhưng trên thực tế nó cũng không dễ dàng lây như mọi người tưởng. Tại ở cái vệ sinh gia đình, vệ sinh cá nhân để phòng chống bệnh dịch COVID-19 được đặt lên hàng đầu. Đó là khi ở nhà, đi đâu về, chúng ta thường xuyên rửa tay bằng xà phòng là biện pháp rất hữu hiệu. Thứ hai, đi ra ngoài thì chúng ta nên đeo khẩu trang. Cái thứ ba, tại nơi ở, vệ sinh các đồ vật, đồ dùng thường xuyên bằng nước rửa thông thường, khử trùng thông thường của chúng ta thôi. Nhưng cái đặc biệt quan trọng đó là lắng ráo như này, mở thông tất cả các cửa kính, quạt mát để làm sao cho cái phòng ốc của chúng ta thông thoáng. Đó là những cái biện pháp hữu hiệu nhất trong quá trình sử dụng. 17 mẫu xét nghiệm của người tiếp xúc trực tiếp với hai du khách người Anh mắc COVID-19 gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có kết quả âm tính. Với kết quả này, người dân Lào Cai có thể tạm yên tâm. Tuy nhiên, không vì thế mà chủ quan lơ là phòng chống dịch, tạo ra nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Người dân vẫn cần hết sức cảnh giác để bảo vệ chính mình và cả cộng đồng. Mường Tè là huyện có đường biên giới dài nhất tỉnh Lai Châu, sắp danh với ba huyện Giang Thành, Kim Bình, Lục Xuân, tỉnh Vân Nam Trung Quốc, có cửa khẩu và đường mòn lối mở giao thương, cửa ngạch. Vì thế, nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lây lan rất lớn.
Trước tình hình đó, các cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong huyện đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Với phương châm phòng hơn chống, cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng, người dân, xã Bùm Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã chủ động trong phòng chống dịch COVID-19. Dân bản đã được cán bộ y tế, các ban ngành đoàn thể xã tuyên truyền về dịch bệnh và hướng dẫn cách phòng chống. Bên cạnh đó, người dân cũng chủ động vệ sinh làng bản và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đối với học sinh thì các em ở bản thì chúng ta hạn chế đi lại, tập trung nơi đông người. Đấy, còn quá trình mà đi phải vì công việc phải đi đâu đó thì cũng khuyến khích các em là đeo khẩu trang đầy đủ. Đấy, và tăng cường cái công tác giữ gìn vệ sinh cá nhân hàng ngày như là rửa tay thường xuyên. Nhận thức rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, huyện Mường Tè triển khai các biện pháp chủ động phòng chống, thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện với sự tham gia của các lực lượng như quân sự, công an, các ban ngành đoàn thể, xây dựng kế hoạch phương án phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Tâm đã thành lập 3 đội, một đội điều trị cơ sở, một đội phản ứng nhanh và một đội điều trị tại bệnh viện. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Mường Tè chưa có trường hợp dương tính với COVID-19. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự chủ động của người dân, huyện Mường Tè sẽ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo thông tin từ công ty an ninh mạng CMC, qua thu thập trên hệ thống CMC phát hiện mã độc được chèn trong một tệp văn bản với tiêu đề chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhằm đánh lừa người dân. Theo CMC, lợi dụng diễn biến của dịch COVID-19, nhiều nhóm tin tặc lợi dụng để tấn công có chủ đích vào các tổ chức trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Mẫu mã độc được phát tán qua email giả dạng thông báo của Thủ tướng về dịch COVID-19 để đánh lừa người dùng. Nếu người dùng không cẩn thận khi mở các file chứa mã độc, có thể bị mất các thông tin cá nhân. Ngoài ra, các hacker có thể lợi dụng tài khoản lấy được của người dùng để lan truyền tin tức giả, phát tán mã độc. Để không bị hacker lừa phát tán mã độc trong bối cảnh tin giả về dịch COVID-19 đang xuất hiện nhiều trên mạng như hiện nay, các chuyên gia bảo mật khuyên người dùng cần cảnh giác cao khi tham gia vào thế giới online trên không gian mạng, chỉ đọc các thông tin từ nguồn chính thống của Bộ Y tế, Chính phủ, không mở email hay click vào liên kết lạ, không mở các file được gửi từ nguồn không rõ ràng, thường xuyên cập nhật các bản vá bảo mật cho thiết bị cá nhân và không chia sẻ các thông tin không chính thống trên mạng xã hội. Lo sợ lây nhiễm COVID-19, nhiều bạn trẻ đã không dám ra ngoài chạy bộ, tập gym. Thế nhưng với nhiều người, luyện tập vẫn là một phương pháp nâng cao sức khỏe để phòng chống hiệu quả nhất, ghi nhận tại Hà Nội. Công viên Thống Nhất Hà Nội, những ngày này người dân đã đến luyện tập thể dục trở lại. Như thường ngày, vẫn là đi bộ và chạy, nhưng có khác là sự xuất hiện của những chiếc khẩu trang. Việc tập cứ tập, nhưng khẩu trang thì vẫn cứ phải đeo. Với nhiều người, rèn luyện sức khỏe cũng là một cách để chống dịch. Mình cũng không ngại gì cái dịch. Cái nhất, cái hai là nếu mà dịch thì mình cứ tập luyện sức khỏe rồi phòng chống bệnh rồi rửa tay trước khi ăn rồi nói chung là tất cả mọi việc khác thì không có vấn đề gì. Đấy là quan điểm của tôi luôn như thế. COVID-19 bây giờ hay là trong cuộc sống thường ngày thì đều có rất nhiều loại các dịch bệnh và loại bệnh tật khác. Thì cái việc mà luyện tập thường xuyên thì mình đã đơn giản là mình đã tự gọi là trang bị sức khỏe và sức đề kháng trong cuộc sống để phòng tránh các bệnh rồi. Phòng tập Top Gym Hoàng Mai Hà Nội. Lượng khách những ngày này có giảm nhưng không đáng kể. Với không gian thoáng đãng, rộng rãi và có trang bị tốt nên vẫn thu hút được một lượng khách đến để tập luyện. Dân cũng hoang mang vì có giảm đi một chút nhưng không đáng kể, và bây giờ thì như hiện tại là như anh thấy là phòng gym và yoga thì rất là đông như bình thường ạ. Với toàn dân từ trẻ cho đến già là vấn đề phải thể dục thể thao, rèn luyện cơ thể. Có rèn luyện cơ thể thì sức khỏe của chúng ta tăng lên, và sức khỏe chúng ta tăng lên thì chúng ta có sức chống lại cái loại virus mà chưa có thuốc đặc trị. Dù có thuốc đặc trị hay là chưa thì phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Với những bài tập yoga nhẹ nhàng như thế này tại nhà riêng, chắc hẳn cũng là một cách để phòng dịch. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các công ty du lịch, đơn vị lữ hành đều gặp khó khăn khi các tour tuyến bị hủy, gây thiệt hại không nhỏ. Trước thực trạng trên, ngành du lịch cũng như các đơn vị lữ hành đã chủ động các phương án ứng phó với dịch bệnh, chuẩn bị các điều kiện để khi dịch bệnh lắng xuống sẽ khôi phục trở lại, ghi nhận tại tỉnh Hà Nam. Hà Nam là địa phương có thế mạnh về phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, tâm linh, du lịch văn hóa, lễ hội đầu năm.
Tuy nhiên, dịch Covid xảy ra ngay trong dịp đầu năm khiến lượng khách du lịch sụt giảm lên đến 80-90% so với cùng kỳ năm 2019. Dự báo tình hình thiệt hại và khó khăn sẽ còn kéo dài trong những tháng tới. Trong thời gian tới, khi mà dịch bệnh được đẩy lùi hoặc là có những cái chỉ đạo của cấp trên, thì về phía ngành du lịch cũng sẽ triển khai một số cái giải pháp. Thứ nhất là chúng tôi cũng sẽ xây dựng cái kế hoạch để tăng cường công tác quảng bá xúc tiến trong cái khuôn khổ năm du lịch quốc gia sẽ diễn ra ở Ninh Bình năm 2020. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ có những cái kết nối với các tỉnh thành phố để xây dựng các cái tour tuyến điểm đến, xây dựng điểm đến. Về phía công ty du lịch thương mại Hải Nam, chúng tôi chuẩn bị công tác, làm công tác chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng về con người, về phương tiện, về tất cả các cái điều kiện tốt nhất, và tất cả các cái gói du lịch của chúng tôi thì chúng tôi có cái chính sách giảm giá. Song song với các biện pháp nghiêm ngặt để phòng dịch, bảo vệ an toàn cho du khách trong tình hình dịch bệnh hiện nay, Hà Nam đã tham gia liên kết phát triển du lịch với các tỉnh lân cận và khu vực, tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch, triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch của tỉnh, tìm kiếm và khai thác các thị trường mới, tiềm năng, chuẩn bị sẵn gói kích cầu để chào bán ngay khi dịch bệnh qua đi. Giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường luôn có tính nhạy cảm, dễ nảy sinh các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Từ thực tiễn trên, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ. Tại bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính công huyện Tam Đảo, theo ghi nhận của phóng viên cho thấy, số lượng người dân đến giao dịch liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường, nhất là các việc liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ giao dịch bảo đảm tương đối đông. Dù chỉ có một cán bộ của Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh huyện Tam Đảo túc trực, song mọi việc đều được giải quyết kịp thời, chú đáo. Vâng, cũng một vài lần tôi lên trên này làm việc, thì chúng tôi thấy là tinh thần phục vụ của các anh chị em cán bộ công nhân viên trên này rất nhiệt tình, trách nhiệm, và cái thời hạn hẹn thì rất là đảm bảo. Trong năm 2019, Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Tam Đảo đã tiếp nhận và giải quyết trên 3.900 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 2.700 hồ sơ giao dịch bảo đảm. Để thực hiện hiệu quả công việc, Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh huyện Tam Đảo không chỉ nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đơn giản và hiện đại hóa các thủ tục hành chính, mà đã ban hành nhiều văn bản quy định về thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp giao dịch với nhân dân. Quá trình thụ lý giải quyết hồ sơ, đối với những hồ sơ phức tạp và mà phải giải quyết thời gian kéo dài quá hẹn thì Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ có những cái văn bản để thông báo chậm trả kết quả và xin lỗi người dân và hẹn trả kết quả vào một ngày và hẹn trả kết quả theo quy định. Với đặc thù là lĩnh vực có nhiều vấn đề nhạy cảm liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, nên việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nhất là ý thức trách nhiệm đối với công việc, đối với nhân dân của cán bộ, công chức đã được Sở Tài nguyên và Môi trường đặc biệt quan tâm. Trong đó, ngoài việc chú trọng đến vấn đề nêu gương của người đứng đầu, thì việc kiểm tra, giám sát các nội dung liên quan đến đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cũng đã được thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong cán bộ đảng viên hoặc là ở các đơn vị mà nó có biểu hiện, có dấu hiệu thì phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời để tránh những hậu quả mà nó có thể xảy ra. Có thể thấy, khi tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên, không chỉ là yếu tố quan trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, mà còn góp phần giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.